Xin chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Trading Map. Mình là Trần Hải. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ đi phân tích xu hướng giá vàng phiên ngày 23 tháng 8 năm 2024. Giá vàng trong phiên ngày 22 tháng 8 đã mở cửa một cây nến đỏ, đóng cửa một cây nến đỏ, mở cửa ở mức 2.513 và đóng cửa về mức 2.482, thể hiện cho là một lực giảm cũng khá là mạnh khi mà nó đã có những cái cây nến tranh chấp ở đây và phe bán đã tham gia vào. Vậy thì giá vàng trong phiên ngày hôm nay sẽ như thế nào? Mình sẽ đi phân tích. Trước tiên là mình điểm qua tin tức chính ở trong ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta có rất nhiều tin về đồng đô la Mỹ. Đầu tiên là lúc 7 giờ tối là thành viên của FOMC, ông Bullrich phát biểu. Thì đây là về tin tức lúc 7 giờ tối. 9 giờ tối chúng ta sẽ có những tin về ông chủ tịch Powell phát biểu. Ông Powell phát biểu này thì sẽ về triển vọng kinh tế và hạ hội nghị về chính sách kinh tế. Đấy là về những cái tin lúc 9 giờ. Chúng ta có những tin bán nhà mới. Bán nhà mới thì chúng ta có một dữ liệu trước là 617.000 và kỳ này tăng lên 624.000. Thì đây là một cái tín hiệu rất dễ là có thể là tích cực cho đồng đô. Đấy, lúc 9 giờ tối. 11 giờ 30 tối chúng ta có thành viên của FOMC phát biểu. Hôm nay chúng ta sẽ chú trọng về tin của ông Powell phát biểu này. Ông Powell phát biểu này thì thường giá nó có thể đi rất là xa các bạn ạ. Đặc biệt là hôm nay nó ở thứ 6 nữa. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang quỹ của FBDR. Các quỹ này thì gần đây vẫn tích cực mua vàng vào các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy khối lượng mua với khối lượng bán này các bạn nhìn thấy. Quỹ này đang rất tích cực mua vàng vào thì quỹ này kỳ vọng là giá vàng nó sẽ có một nhịp đẩy lên tiếp theo. Thì mình nghĩ là trong ngày hôm nay quỹ này sẽ tiếp tục mua vàng tiếp. Chứ hai phiên vừa rồi bán chốt lời rất là ít thôi, có 1,773 tấn và 0,57 tấn thôi. Đây là về cái quỹ của FPR. Chúng ta sẽ cùng điểm qua tin tức chính ở trong ngày hôm nay. Đầu phiên giao dịch ngày 22 tháng 8, vàng thế giới thì đã giảm nhẹ do tâm lý thận trọng bao trùm trước cuộc họp của Jackson Hole của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sắp diễn ra, dẫn đến hàng loạt hoạt động chốt lời của các nhà đầu tư. Giá vàng thì vẫn dao động quanh mức cao nhất mọi thời đại sau khi mà biên bản cuộc họp gần đây nhất của Fed cho thấy là các quan chức và các ngân hàng trung ương có xu hướng ủng hộ việc cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách vào tháng 9. Thị trường đang mong đợi bài phát biểu của ông Jeremy Powell hôm nay này tại hội nghị của chuyên đề Jackson Hole và phiên bản cuối tuần để tiếp tục tìm ra manh mối về lộ trình cắt giảm lãi suất. Bên cạnh đó, việc thăm dò chính sách lãi suất của giới đầu tư chờ đợi ông Powell sẽ nhận định về nền kinh tế, từ đó đưa ra hướng đi về cho dòng tiền đầu tư vào tài sản và đảm bảo vốn là vàng. Nhiều chuyên gia khuyến cáo là cho thấy là nên đầu tư thận trọng thời điểm nhạy cảm này khi mà nhiều dữ liệu kinh tế của Mỹ sẽ có thể công bố trong tuần này như trước cuộc họp tháng 9 của Fed. Thì đây là về những cái tin tức chính ở trong ngày hôm nay. Các chuyên gia thì cũng đang rất thận trọng trong cái giai đoạn này và chúng ta cũng phải nên thận trọng trong giai đoạn này, bởi vì giá vàng thì chúng ta nhìn thấy được ở trên khung ngày đây, Bollinger Band thì vẫn đang mở lên. Còn riêng về Ichimoku thì các bạn nhìn thấy mây đằng trước nó vẫn là mây màu xanh các bạn nhé. Và cái RSI nó chưa tiệm cận cái vùng quá bán, nên là chúng ta vẫn có thể kỳ vọng là vàng nó sẽ tăng tiếp. Đấy, ở trên khung ngày nhé. Chỉ cần cái band này nó mở lên và cái đường cái zone này mở lên thôi thì chúng ta rất dễ sẽ có nhịp tăng. RSI thì chúng ta cũng nhìn thấy nằm trên vùng 50. Còn lại là về trên cái đường MA thì vẫn đang hướng lên. Chúng ta nhìn thấy được là ở trên khung ngày mình có kẻ ra được một cái trend của khung ngày trên tím tím này đây. Đó. Chúng ta sẽ thấy được khung ngày nó vẫn tăng. Bởi vì chúng ta giao dịch trong ngày nên khung ngày chúng ta chỉ lướt qua thôi. Chúng ta về đến khung 4 giờ. Về đến khung 4 giờ thì chúng ta nhìn thấy được là giá nó đã phá lên khỏi đỉnh và bây giờ nó quay trở lại test cái đỉnh này. Thì liệu nó sẽ test cái đỉnh này hay là nó sẽ test đỉnh này, đó nó sẽ đi lên, hai nữa là nó sẽ không test đỉnh này mà nó test hẳn xuống cái vùng OB này, đó nó đi lên.
Thì cái vùng OB của khung 4 giờ nó tầm nằm tận vùng 2450, 2460. Cho nên là cái vùng này thì chúng ta sẽ cùng canh nhé. Ở chỗ này cái nến này nó chạm về cái vùng đỉnh cũ, nó ngay lập tức có nhịp rút dâu. Nhưng mà nó đã tăng hay nó giảm thì chúng ta sẽ cùng chờ những cái tín hiệu tích cực hơn ở trên khung 4 giờ. Và chúng ta nhìn thấy được là nó được đỡ giá bởi cái đường EMA50. Và nó được đỡ giá tiếp theo và một cái nữa là Fibonacci 0.618. Đấy, các bạn nhìn thấy vùng Fibo chưa? Đấy là về ba yếu tố đỡ giá của cái vùng này, vùng 80 này. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhìn cái hình thái Ben. Ben thì nó đang mở rộng ra về phía dưới. Thì rất dễ có thể là ngày hôm nay nó thậm chí nó sẽ có nhịp giảm xuống tiếp. Chứ nó chưa phải nó kết thúc ở đây. Chừng nào nó kết thúc ở đây thì chúng ta chưa biết. Nhưng mà cái RSI đang nằm dưới vùng 50 rồi. RSI chúng ta cứ quan trọng vùng 50 làm gì? Nếu RSI nằm dưới vùng 50 thì động lượng bán sẽ nhiều hơn động lượng mua các bạn nhé. Đấy là một cách để chúng ta xem RSI. Còn về trên những cái khung 1 giờ thì hôm nọ mình có vẽ một cái cản ở đây. Và tối ngày hôm qua mình cũng cho các bạn sell xuống chứ mình không cho các bạn buy lên. Và chúng ta nhìn thấy được cái hình thái Ben này thì rất dễ ngày hôm nay nó sẽ có một cái nhịp giảm tiếp các bạn nhé. Ngày hôm nay chúng ta nên canh bán nhiều hơn là canh mua. Với một cái động thái Ben như này thì mình nghĩ là và có một cái kênh giá này thì mình nghĩ sẽ điều chỉnh lên cái vùng kênh giá trên này, vùng 2500. Đấy, vùng 2500 là một cái vùng khá cứng khi mà nó đã phải rất vất vả nó mới phá qua vùng 2500 này. Các bạn nhìn trên màn hình cũng có thể thấy này. Giá nhé, nó chạm về gần vùng 2500 bật lên này. Lần thứ hai này bật lên này, lần thứ ba bật lên này và đến lần thứ tư nó mới phá được cái vùng 2500 này. Vậy thì vùng 2500 này là vùng hỗ trợ rất cứng cho giá vàng và chúng ta có thể canh ở cái vùng này. Đây là về khung 1 giờ và nến ở khung 1 giờ thì đang thể hiện cấu trúc giảm không phải cấu trúc tăng các bạn nhé. Và hiện tại nến ở khung 1 giờ bây giờ rất dễ nó có thể là cái con sóng 3. Đây là sóng 1 này. Đây là sóng 2 này. Và đây là sóng 3 này. Thì hiện tại chúng ta sẽ chờ một cái con sóng 4. Sóng 2 điều chỉnh một nửa thì sóng 4 nó sẽ chỉ đi ngang ở quanh đấy thôi. Và chúng ta sẽ chờ thêm một con sóng 5 nữa. Sóng 5 thì nó sẽ về đâu thì mình sẽ lo sóng 1. Đó, chúng ta sẽ cứ bình tĩnh lo từng phần một. 31. Và sóng 5. Nếu như sóng 5 như mình dự định thì nó sẽ về được đến cái vùng 61. 61 và 57. Đấy là nếu về trên cái con sóng 5 như mình dự định. Còn đây là về cái khung 1 giờ. Chúng ta sẽ quay trở lại về cái khung M15 phút để chúng ta quan sát kỹ hơn. Về khung M15 thì mọi tín hiệu của vàng nó chưa có rõ ràng cho lắm. Cho nên là chúng ta sẽ cùng nhìn những cái tín hiệu của giá vàng đây. Thì hiện tại thì Ben nó vẫn đang có một cái nhịp cấu trúc hồi và chúng ta nhìn thấy cái giá hiện tại nó tạo thành hai cái đỉnh hai cái đáy cao hơn và cái đỉnh cao hơn nên chúng ta sẽ vẽ được một cái đường chen giá ở đây. Thường mọi người vẽ chen thì mọi người sẽ có hai kiểu vẽ. Một là mọi người sẽ vẽ đọc cái thân nến này thì đó. Đấy, có rất nhiều người vẽ chỉ tới thân nến này thôi. Mình thấy cũng được nhưng mà vẽ thân nến này thì nó sẽ không nhạy bằng vẽ dâu nến vì dâu nến nó cũng là một phần của cái cây nến nên là vẽ chen theo dâu nến cũng được. Mình vẽ tạm thời một cái chen ở chỗ này nhé. Thì hiện tại nó đang nằm ở chen tăng. Mình nghĩ trong phiên Á sáng nay thì nó sẽ có nhịp hồi phục lên. Trong phiên Á sáng nay này nó sẽ đi cấu trúc như này, nó sẽ đi cấu trúc như này và hồi lên đến vùng, nó sẽ đi cấu trúc nhỉ, hồi lên đến vùng 98 và 2500 và chiều nay nó sẽ có những cái nhịp break out về vùng 90 91 này. Và nó sẽ giảm xuống về đến cái vùng 71 72 trước rồi đó. Mình nghĩ là giá vàng nó sẽ chạy như này thì chúng ta sẽ quan trọng đến cái vùng 2000 98 99 500 đó, 2099 500 và chúng ta sẽ quan trọng cái vùng dưới là cái vùng 2472 thậm chí là 2459.
Còn nếu như trong sáng nay mà mình đang đánh theo xu hướng, còn nếu như trong sáng nay về 2.500 nó không phản ứng gì, nó phá qua khỏi vùng 2.500 và phá qua cái kênh giá mình kẻ trên đây, thì vàng nó sẽ bay tiếp các bạn ạ, nó sẽ bay trở lại về vùng 2.531. Nhưng mà đây là kịch bản chính mình vẽ cho vàng ngày hôm nay. Còn nếu nó break out qua thì chúng ta sẽ cùng chờ những tín hiệu mà chúng ta chờ những tín hiệu chúng nó mua lên nhé. Còn đây là về nhận định của mình thì ngày hôm nay mình vẫn canh bán là chủ đạo thôi. Mình sẽ canh bán ở vùng 2.497 cho đến 2.499. SL thì chúng ta sẽ đặt ở vùng 2.504.5 và TB thì chúng ta sẽ TB ít nhất là về vùng 2.480 và 2.472 là TB2. Thì đây là về những cái kèo canh bán chính cho ngày hôm nay. Đây, mình sẽ nốt ra tất cả các vùng này cho các bạn cùng lưu ý. Còn về kèo canh mua thì chúng ta sẽ canh mua ở đâu? Mình sẽ canh mua ở khá là thấp các bạn ạ. Chúng ta sẽ canh mua ở vùng 2.459 và chúng ta sẽ SL về vùng 54. TB thì chúng ta sẽ TB đến 12 thôi, 2.471. Đấy là về cái kèo canh mua. Kèo canh mua này thì mình sẽ canh mua vào cuối ngày thôi. Còn về kèo canh bán thì chúng ta sẽ canh bán là chính. Mình sẽ đưa ra một kịch bản phụ cho các anh chị em trong nhóm này. Khi mà break out qua đây này thì chúng ta sẽ mua lên. Nếu nó phá qua vùng 2.500 chúng ta sẽ mua lên ở cái vùng trên này. Đó. Đấy là về nhận định xu hướng giá vàng của mình trong phiên ngày 23 tháng 8 này. Thì xin chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn một ngày mới thật là nhiều niềm vui và giao dịch đạt nhiều lợi nhuận. Cảm ơn các bạn đã xem video. Mọi người nhớ ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Còn ai mà tâm lý yếu thì có thể xin vào nhóm của mình. Xin chào tạm biệt các bạn.